Tại Ấn Độ, nghệ thuật Phật giáo tiếp tục phát triển trong các thế kỷ tiếp theo trên cơ sở này. Đáng kể nhất là nghệ thuật của các nhà tạc tượng tại Mathura, đặc biệt là việc sử dụng sa thạch đỏ làm chất liệu trong thời kỳ vương triều Cấp Đà. Nơi đây, các sắc thái nghệ thuật chính được kết tụ trong thế kỷ thứ 7 và thứ 8 được xem là tiêu chuẩn cho hầu hết tất cả những nước ở châu Á có truyền thống Phật giáo sau này. Thân và tứ chi của Phật thanh nhã và cân xứng. Lỗ tai dài có lỗ bấm, nhắc đến thời kỳ ngài còn là thái tử Tất Đạt Đa. Búi tóc trên đầu gợi nhớ lại thời Phật tu khổ hạnh như một du già sư, và cuối cùng cặp mắt chỉ hé mở, không nhìn người đối diện mà chỉ hướng nội thiền định. Từ đó về sau, cách trình bày Phật đều mang những nét hiện thực được lý tưởng hóa. Tại Ấn Độ, từ thế kỷ thứ 10 trở đi, Phật giáo và nền nghệ thuật hệ thuộc dần dần bị Ấn Độ giáo trong lúc đang phục hưng lấn át. Sau đó, Phật giáo bị Hồi giáo từ phương Tây xâm chiếm. Phật giáo gần như hoàn toàn bị mai một ở xứ Ấn. Cùng với sự phổ biến Phật giáo, nhiều trường phái nghệ thuật Phật giáo xuất hiện song song với các trường phái giáo lý Phật giáo lớn như là Tiểu Thừa, Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Các trường phái này có nhiều điểm giống nhau, nhưng mặt khác cũng phát triển những nét rất đặc thù. Thông thường, người ta phân biệt giữa hai nhánh chính. Đó là nghệ thuật Phật giáo Bắc truyền, Đại Thừa, và nghệ thuật Phật giáo Nam truyền, Tiểu Thừa. Phật giáo Bắc truyền dưới dạng Đại Thừa được truyền bá có gốc xuất phát là Càng Đà La, trước hết xuyên con đường tơ lụa đến Trung Á và Trung Quốc, sau đó tiếp tục đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Một cung cách riêng với hệ thống đồ tượng rất đa dạng và đặc thù được tìm thấy trong Kim Cương Thừa tại Tây Tạng. Phật giáo Bắc truyền, như trường hợp Đại Thừa nói chung, được đánh dấu bằng một hệ thống đồ tượng phức tạp với rất nhiều tượng Phật và Bồ Tát khác nhau. Tuy nằm trong khu vực Đông Nam Á cũng như thuộc về những nước Phật giáo Nam truyền về mặt địa lý, nhưng Việt Nam được xếp vào những nước theo Phật giáo Đại Thừa, nghĩa là Phật giáo Bắc truyền. Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 9, Bắc Việt trực thuộc Trung Quốc và đã kế thừa truyền thống Nho giáo và Phật giáo Đại Thừa từ xứ này. Và cùng với Phật giáo, nghệ thuật Phật giáo cũng được truyền bá tại Việt Nam. Tại Việt Nam hiện nay, thời xưa, một phần thuộc về Vương quốc Phù Nam,
do phần thuộc về vương quốc Champa. Chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ, du nhập trực tiếp bằng đường biển. Vì vậy, Phật giáo Đại Thừa đã được biết đến rất sớm, nhưng tôn giáo chính ở đây vẫn là Ấn Độ giáo. Một trong những phát triển quan trọng nhất của nghệ thuật tôn giáo Ấn Độ là việc tiếp tục phát triển kiến trúc tháp Bà. Nguyên có dạng vòng cung bán nguyệt. Giờ đây, các bảo tháp được kéo dài lên trên, có hình chuông và được gọi là Dagaba. Các nghệ nhân không chạm trổ bên ngoài và trang trí các cổng đi vào như người Ấn. Qua đó, họ đề cao vẻ đẹp tổng thể giản dị của bảo tháp. Cùng với thượng tọa bộ, kiến trúc bảo tháp của Tích Lan được phổ biến khắp Đông Nam Á và được xem là mô hình kiến trúc cho các chê di tại Thái Lan và tại Lào. Nhìn chung việc sáng tạo chân dung, tranh, đồ tế lễ hoặc công trình kiến trúc ở các nước châu Á, nơi phần lớn có hơn ngàn năm văn hóa Phật giáo, thường mang đậm dấu ấn truyền thống. Những đặc điểm chân dung của Đức Phật như tư thế cơ thể và các thủ ấn, một số chi tiết nhỏ như đôi tai và kiểu tóc, cũng như các biểu tượng Bồ Đề Thụ, Liên Hoa, Pháp Luân, đều mang ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng và hình thức biểu đạt không thay đổi. Các tác phẩm tranh tượng mới đều tuân theo những khuôn mẫu truyền thống.